Này là bán kết 1 giữa tem trọng nhỏ và tem 5 photo. Tem trọng nhỏ thì có trọng nhỏ công danh si nhật, tiểu đan tay trái, thịnh bò tay trái, thịnh bò nhỏ nha, bóng không trong lưới, bóng ngoài nha, điểm trọng nhỏ 1-0. Tem 5 photo có 5 photo, Hiếu, Phố, Tài, Minh Ngoan. Ngoan là bóng tốt, điểm 1 đều. Bóng ngoài. Điểm trọng nhỏ 2-1. Phá bóng tốt 3-1. Bốn hai. Chạm cây. Điểm 3 năm. Bóng không sang lưới. 8-3. Nhanh. Bốn tám. Bỏ bóng tốt. 9-4. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Bóng không sang lưới. 5-9. Chẳng muốn tốt. 6-9.
điểm 16. Vẫn còn quá hay. Điểm 16. Quá hay vậy. Đúng rồi, chồng nhỏ đập bóng vào trắng ra ngoài. Sử dụng người nghe hả? Tám mười ba. Bóng mang tay. 14-8. Quá hay cho Thịnh Bò. Trắng bóng tốt, kết thúc xích 1. Tem trong nhỏ tạm nhân trước 1-0. Quốc cải lương cái đó hả? Ây da. Đập bóng tốt của Nhật. Vừa trời mưa mà vừa cải lương nữa hả? Bữa đánh đâu có đi quay được đâu. Bữa đó đi dọc đường mưa quá về luôn. Tại vì á, mình đi mà tới đó mưa thì mình còn chịu được. Chứ còn đi dọc đường mà mưa là chạy. Không đi. Quá ghê vậy. Một pha đập bóng rất là uy lực của con danh si. Bảo bóng tốt. Yeah.
Tùng á hả? Tùng á hả? Nó còn học mà. Đủ quá vậy. Không tốt. Quá đều. Điểm 52. Bốn sao. Cảm ơn Tú. 5-6. Thằng này cũng thịnh bò vậy. Thằng này cũng thịnh bò vậy. Ờ. Phiên bản nhỏ. Không biết nó hợp đồng 3 năm hay 5 năm. Thằng này hồi đi học làm kiểu thịnh bò rồi. Không phải mới này đâu. Thủ tục. Bóng ngoài quá đáng tiếc. Tại gió á. Đỡ thừa gió đi. Bóng tốt. 7-8. Tám đều. Tám đều. Quả tiệt, bóng ngoài 98. Quá ghê à. Đụng lưới rồi, 18. If you
90. Quá theo. 11-9. Tốt 12-9. Sang bên bển nhiều ca sĩ quá. Này mà anh kia vô thế nữa nè. Của bên thằng Việt Theo á, của con Chạm á, cái phòng Chạm á, trần tới trong nhà. Bóng không săn lưới, 13-15. Vẫn còn. Quá ghê, phao là bóng tốt của công Chelsea. Kết thúc tem trọng nhỏ, thắng chung cuộc 2-0.